Đây 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 anh đã có trong, mọi người đã nhắn vào trong trong Viber cho anh xin phép đọc thay cho Quân nhé. Vâng. Quân có danh đấy chưa? Bạn Ngọc Hoàng, em đặt một câu hỏi tới chương trình. Bạn Ngọc Hoàng này như cũng là một fan kiểu theo dõi rất thường xuyên đấy. Anh có nhớ là hôm qua như bạn yêu cầu, à hình như là anh nhớ là hôm qua mọi người đặt ra câu hỏi là cái show nào mà mọi người nhớ nhất. Thế bạn Ngọc Hoàng bạn bảo là cái show mà không có anh Khánh. Bởi vì show show đấy em nhớ nhất là bởi vì mọi người nhắc đến anh Khánh. Xong rồi anh bảo là kích bạn này ra, chắc là bạn này. Nào, câu hỏi của em tới chương trình là hết World Cup hai anh có làm chương trình gì nữa không? Đúng là bạn đã coi rất là nhiều chương trình, chắc chắn là như thế. Cái đấy thì chỉ có thời gian mới trả lời được thôi đúng không? Vâng, em nghĩ thế, em nghĩ là thời gian mới trả lời được. Và cũng phải có cuộc họp tổng kết của đài, của VTV, Đấy, đúng đấy. không? Đánh giá sao Quân Quân mới là người trả lời câu hỏi đấy nhé các bạn ạ. về Nhưng mà phải nói rằng đây là một chương trình khá bất ngờ với anh em mình đúng không? đúng, chính xác là như thế. Thứ nhất là em không nghĩ rằng là khán giả đón nhận chương trình này như vậy đâu, bởi vì là em nghĩ rằng là một chương trình mà nó được đón nhận nó phải có một quá trình ấy, tức là nó phải để cho khán giả phải quen với cái chuyện đấy. Và em không nghĩ rằng khán giả của VTV, những người mà follow cũng như là subscribe kênh của VTV Thể thao lại thích cái cảm giác được ngồi nói chuyện vui vẻ như thế này. Em sợ rằng họ thích cái sự nghiêm túc nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta dần dần đã chinh phục được khán giả. Chính chúng ta cũng cũng đã thay đổi rất là nhiều kể từ đầu đến giờ. Bản thân đây là chúng ta đang ngồi một không gian nó thoải mái hơn, đúng không ạ? Anh lúc nào anh cũng thích một trường quay như thế. Anh nói với Quân rồi, anh không thích cái micro cài vào người anh ngồi một chỗ trong suốt cả chương trình ở ở các trường quay. Không phải mình chỉ muốn thay đổi thôi chứ còn cái đấy vẫn là cái tiêu chuẩn ở trên TV, chắc chắn là như thế. Nhưng trò chuyện ở ở trên internet mình cảm thấy thú vị hơn khá là nhiều, ít nhất là mới mẻ đối với anh không muốn so sánh trên sóng và internet, nhưng mà mới mẻ hơn rất là nhiều. Mình có thể chạy đi chạy lại, ok thoải mái, mình có thể đá bóng với nhau. Nào bây giờ bạn Phương Linh hỏi câu hỏi sau khi World Cup kết thúc chương trình còn tiếp tục hay không. Tất nhiên là chương trình sẽ, cái này thì mình thực ra mình đã trả lời rồi, chương trình sẽ kết thúc vào thứ hai tuần tới, sẽ là số cuối cùng. Có một khán giả hôm trước em thấy comment rằng là tại sao mà các anh không 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 làm mỗi tuần một lần thôi, một tuần một lần thôi để kiểu tổng kết những cái thứ liên quan đến bóng đá hay là thể thao một tuần ấy, kiểu kiểu thế. Nhưng mà có chương trình giờ vàng thể thao của anh Anh đang Khánh định rồi. nói, đang định nói anh rồi em anh em phải phải xem giờ vàng thể thao anh Khánh chứ, đúng không? Mà em còn bạn lại nói cái điều đấy với Quân thì lại không thể thực hiện được, bởi vì đã là YouTube trên internet là còn có KPI hàng ngày, không có cách nào khác cả, chỉ có lên sóng, em chỉ có trở lại VTV thì em mới có thể làm được điều đấy thôi Quân ạ. Còn đâu không thì em sẽ hàng ngày em sẽ phải lên sóng cùng với khán giả nhá. Nào, liệu Benzema có ảnh hưởng, có liệu có Benzema quay trở lại hay không? Tôi nghĩ bạn Mạnh Đức muốn hỏi như vậy. Một lát nữa chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này khi chúng tôi dành vài phút cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay để nói về trận chung kết. Bạn Trương Văn Bảo, sao chương trình không mời bạn nữ nào hết vậy anh? Tại sao Quân? Đấy là lý do tại sao anh lại hỏi em. Anh là host của chương trình mà, anh là người tổ chức chương trình, anh là người quyết định việc nội dung của chương thế trình thì mỗi ngày lên sóng như đây nào. là một đây là một sự tiết lộ của chương trình World Cup từ A tới Z nhé. Quân luôn luôn là người phủ nhận việc mời bạn nữ lên chương trình này, không biết tại làm Cuối sao. cùng anh đổ cho em à? Chắc chắn em nhớ cái hôm ngày hôm đấy mà khi mà anh mình đang nói chuyện với nhau và vợ em gọi điện không, đang ở đâu đấy. Mọi người có thể tin được không là không đến làm chương trình rồi mà vẫn còn đang gọi là gọi điện, bởi vì chưa quen với lịch làm việc mới. Nhưng mà vợ anh còn follow chương trình và donate cho chúng ta mà. Đấy. Đâm ra là các hậu vệ của chúng ta, các Kèm. trung vệ thòng kèm rất là chặt. À. Và em nghĩ rằng là đấy chính là một trong những cái lý do nhỏ nhỏ thôi, chứ còn một trong những cái lý do lớn nữa là có lẽ là câu chuyện là em và anh Khánh không có thói quen ngồi talk với cả các bạn nữ quá nhiều, À. có lẽ là như thế, chúng ta không tự tin về điều đó. Yeah. Em đoán là thế. Mọi người đặt rất nhiều câu hỏi về về trận Argentina và Pháp ngày mai, nhưng mà có một câu hỏi mà khá là thú vị là nếu hai đội từ chối đá chung kết thì giải đấu sẽ có hai nhà vô địch phải không ạ? Anh nghĩ là bởi vì quá nhiều sức ép cho các fan hâm mộ của Argentina hoặc Pháp vào thời điểm này. Họ không dám nghĩ nhiều, anh không dám nghĩ thôi, trao cúp đi, trao cúp luôn đi khỏi phải đá. Nếu như mà hai đội từ chối đá chung kết thì anh nghĩ là sẽ mình nên trao cúp cho Maroc thì đúng hơn. Theo quan điểm cá nhân của hai anh thì đâu là nhà vô địch hoàn hảo nhất trong lịch sử FIFA World Cup? Mời Quân.
Dạ. Nhà vô địch hoàn hảo nhất của World Cup. Nhà vô địch hoàn hảo nhất ý ạ? Tức là từng có đấy. Brazil năm 2002. Brazil năm 2002, chuẩn. Yeah. Đấy là cảm giác của em. Bởi vì em có xem được nhiều lắm đâu. Bắt đầu từ năm 94 thì bắt đầu mới gọi là biết về một World Cup, gọi là xem theo kiểu một đứa trẻ được bố mẹ bắt ngồi xem tivi và xem thôi. Đến năm 98 thì mình không có cảm giác Pháp lúc ấy. Pháp đến vào chung kết mọi người vẫn không nghĩ là thắng được Brazil. Không có cảm giác bị thuyết phục ạ. 2006 thì đấy là tình yêu của mình, nhưng mà ý thì em nghĩ ý cũng không thuyết phục luôn. Cũng may mắn thôi. Cũng may mắn. 2010 thì 2010 Tây Ban Nha ghi bàn ít bàn thắng lắm. Ít bàn thắng rồi. Với cả chúng ta bị kiểu cảm giác là năm đấy nó cứ thế nào ấy. Năm đấy nó cứ Barcelona nào ấy, đúng không em? Rồi 2014 Đức thì cũng rất là vất vả để vượt qua Argentina. Đấy là một cái trận đấu mà em vừa xem lại đấy. Em vừa xem lại trận Argentina với Đức ấy. Để em xem rằng là wow, xem là cách đây 8 năm thì Argentina thay đổi thế nào. Ui, trận chán lắm em ơi. Đó. Nhưng mà Argentina nhiều cơ hội lắm. Em có nhiều, cơ hội của Higuain. Nhiều cơ hội lắm nhưng mà chẳng qua không dứt điểm ở trận đấu thôi. Rồi đến năm 2018, nói chung là em không thích Pháp. Em rất là sorry. Anh nghĩ rằng là chuẩn rồi đấy. Anh nghĩ là mình đã lựa chọn chuẩn. 2002 chắc khán giả sẽ không thể nào. Tại sao em không thích Pháp? Bởi vì anh ạ, ám ảnh của em với Pháp là một đối thủ. Em thích Ý thì em rất khó để thích Pháp. Ok. Đó. Mọi người đa phần hỏi tiếp về, mọi người hỏi thêm một câu nữa về việc là World Cup tăng lên 48 đội thì có hấp dẫn 32 đội nữa không? Hôm nọ mình đã trả lời cái đấy rõ ràng rồi nhà Quân nhỉ? Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng, bởi vì mọi người câu hỏi tiếp theo đều về Pháp và Argentina, chúng tôi sẽ trả lời ngay. World Cup mà tăng lên 48 đội thì chắc chắn chán hơn nhiều. Chán hơn. Mọi người lẽ FIFA muốn tăng số đội đấy lên, mà hôm qua anh đọc cái bài báo rất là hay. Tăng số đội đấy lên nhưng châu Âu thì cái tỷ lệ tăng rất là thấp. Tức là FIFA muốn là World Cup sẽ có nhiều đội châu Á hơn. Đấy, tức là có nhiều đại diện các châu lục khác hơn là dành cái quyền đấy cho châu Âu. Họ muốn tránh theo kiểu là Super League của các anh tài vào hết bây đấy. Bây giờ em hỏi anh nhá. Thế bây giờ Nam Mỹ có 5 suất đi. Đúng không? Bây giờ lại thêm 2 suất nữa. Thì đá vòng loại thế nào? Đá vòng loại cho nó vui à? Kiểu đâu đó có hơn chục nước đá vòng loại cho vui. Chẳng qua là bởi vì là cái nền bóng đá Nam Mỹ, cái chất lượng của họ đồng đều thôi. Chứ còn năm thì Bolivia, năm thì Colombia, năm Ecuador, năm Peru, đúng không ạ? Đấy. Rồi vào có đi Chile. Được lên đâu. Nói chung nhá, anh thấy nhá, vị riêng cái chỗ Nam Mỹ nhá. Anh thấy 4 đến 4 rưỡi là cực kỳ đẹp luôn. Thế thôi. Lấy được đúng những người giỏi nhất và những đội giỏi nhất và những đội mang bản sắc Nam Mỹ nhất. Còn nó nói chung là vượt quá con số đấy là không còn ok. Còn ở châu Á thì cũng châu hợp Á lý thôi. Xem. Bởi vì là hợp lý thôi, bởi vì là châu Á nó nhiều nước, có nhiều đất nước. Đâm ra là nó cần phải phân chia cái cơ hội ấy ra. Nhưng tất nhiên là về mặt trình độ thì mình không so rồi. Bởi vì là châu Á rất là khó để có thể so với Nam Mỹ. Kể cả so với những cái đội bét bảng của Nam Mỹ cũng khó. World Cup em nhìn thấy rồi đúng không? Vào đến vòng sau tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Tất cả trừ những cái nước như là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Họ có chiến lược bóng đá thực sự. Họ không thắng bằng may rủi. Họ tính toán tất cả mọi thứ đấy và họ có mục tiêu lâu dài. Ok. Thế còn ví dụ châu Đại Dương hả? Thế bây giờ cuối cùng thì chả nhẽ một mình ông New Zealand năm nào cũng đi World Cup à? Đúng không? Rất là khó. Rồi ví dụ ông New Caledonia hay rất là khó để chúng ta có thể nghĩ về những cái chuyện đó. Rồi Bắc Trung Mỹ, đúng không ạ? Thì bây giờ có mấy đội chủ nhà rồi, cùng Mexico, Canada và Mỹ rồi. Thế bây giờ Honduras, Costa Rica, Jamaica cứ thế là tranh nhau một cái vé ạ. Đúng thế không? Thì anh nghĩ là như này, hôm trước có nói và nhắc lại với cả cái điều này với cả bạn đặt ra câu hỏi đấy là mình nhìn thấy vòng loại bây giờ World Cup không chỉ hấp dẫn bởi vòng chung kết, em còn thấy hấp dẫn bởi vòng loại nữa. Thế nên là việc tăng số đội lên nó lại càng làm cho nó làm hỏng cả hai thứ, hỏng cả vòng chung kết lẫn hỏng cả vòng loại. Vâng. Thế thà là bây giờ mình làm cho vòng loại, nếu mà FIFA mong muốn điều đấy thì anh nghĩ là họ nên dồn sức đầu tư cho vòng loại hấp dẫn hơn nữa. Hơn là việc tổ chức một cái World Cup với 48 đội. Rồi chính chủ tịch của FIFA vào thời điểm này, ông Gianni Infantino ấy, đầu tiên là định là này 48 đội chia thành các bảng. Em nhớ hình như là 10, mỗi bảng là có 3 đội. Đấy, mỗi bảng 3 đội. Và lại có thêm một vòng nữa là một cái vòng 32 đội. Đấy, thì cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Bởi vì là nó sẽ khiến cho cái cuộc cạnh tranh nó trở nên bớt thú vị hơn rất là nhiều. Chính ông Infantino ấy, ông ấy cũng đã nói rất là nhiều về cái chuyện rằng là tại sao lại phải
có thêm những cái trận đấu nữa, bởi vì rất là đơn giản là các đội bóng sẽ mang thêm nhiều cái tiền bản quyền về hơn cho FIFA thôi. Đấy, thì ngày hôm nay cũng có những cái câu chuyện liên quan đến số đội, như là một cái giải đấu khác, FIFA Club World Cup. Cũng có câu hỏi ở đây. Vâng, tự nhiên lại thành một cái giải đấu gồm có 32 đội, đá y hệt như World Cup, tập trung các câu lạc bộ, quá mệt mỏi dành cho các cầu thủ thực ông, sự. Ông Infantino, ông nhiều ý tưởng quá. Vâng, quá nhiều ý tưởng đúng không ạ? Mọi người đang đặt câu hỏi về việc là tôi đã donate rồi, xong trả lời câu hỏi của tôi ấy. Thì có câu, ví dụ như bạn Batman thì đặt ra, một lát nữa chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi về Argentina và Pháp, nhưng mà Batman có nói một câu mà anh em cũng phải suy nghĩ. Quân, nói chung Batman bao giờ mà cất tiếng, bao giờ mọi người chả lắng nghe đúng không em? Vâng. Thì Batman bảo là chúng ta thiếu huấn luyện viên, đúng. Thiếu huấn luyện viên, một huấn luyện viên mà gây chúng ta bất ngờ ở giải năm nay. Ray Gravy rồi, không khác được. Thôi, nào, mình bàn luôn vào trận chung kết. Ray Gravy chắc chắn nha Batman nhá. Cảm ơn bạn đã đặt ra vấn đề cho chúng tôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nói về trận chung kết của năm nay. Những cái thông tin mới nhất cho tới thời điểm này.